con. Học cách của mày lạ rồi con. Mày ra mày chào mọi người đi. Ơi, lên 1.000 xe rồi, bây giờ lên đơn nhá. Bánh chuyển phù hạt giảm cho mọi người còn 135.000, mọi người vào trong cửa hàng và chốt đơn đi mọi người ơi. Giảm 66% vào chào mọi người. Ôi trời, đang phong cách sốt xuất huyết, đang gu te vào là làm lại đi, làm lại chào mọi người. Mấy yêu mến đâu, phong cách của mày lúc mà mới tới cơ mà, đây nè đó rồi. Đó, ok đấy, chào mọi người con đấy, phong cách sốt xuất huyết rồi, có cả ông đã mua thuốc cho mày, tiêm cho mày luôn. Trời ơi, phong cách này nó lạ quá. Nào mọi người ơi, bánh trên phủ hạt, bây giờ mọi người vào trong giỏ hàng và cùng nhau chốt đơn dùng cho mình nhá. Bánh trên phủ hạt hiện tại bây giờ là một hộp chúng ta là sẽ có 7 vị. Và mỗi một vị thì nó sẽ được gói ở trong một cái hộp như thế này. Đây, đây là một cái hộp mới nha, mình chưa có vui. Thì trong đây nó sẽ có tổng cộng là cho mọi người là 7 thanh. Như này, cái dây đâu dài ra đâu. Đấy, ta dặn mình mấy lần luôn được ạ. Dây gì vậy? Đó. Ta dặn mình mấy lần mà sao mày quên nhanh vậy? Tình nghĩa cha con như vậy sao? Cơ mẹ mày béo hả? Vịt hả? Ta ở ra mùi vịt rồi. Không, vịt nấu với... Anh ngồi dịch vào không ai thấy mày. Nấu với... Để tu ngon vịt. Nhưng mà qua ta ăn vịt nhiều quá, giờ ta ở ra cả mùi vịt. Tại vì hôm qua không? Mẹ ta hỏi mang con câu nữa. Nhà con vịt đâu? Nhà con vịt đó, tưởng nhà con vịt để đó, mai tao qua tao tận ăn tận nhà, mai tao qua tận nhà tao. Còn chảo luôn. Còn cái gì? Còn chảo. Chảo đi. Chảo là cái chảo vịt. Sao thì em nhìn thấy mày thấy nó mùi vịt ra. Anh đi có cơm á. Tao mới ăn hai chén cơm, tao chạy thật nhanh qua đây rồi. Giờ cứ để đó đi, lát tao ăn sau chứ còn gì còn sức mà ăn nữa. Tao đi hớt tóc về, tao thấy là 6 giờ tao tắm bộ cho tao quất lùa phát hai chén cơm. Rộp. Nào mọi người ơi, mọi người ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau vào trong giỏ hàng và chốt đơn giùm mình với nha. À, bánh chuyển phủ hạt, Hồng xin được nhắc lại là trong đây trong một cái hộp như thế này nó sẽ có 7 vị cho mọi người nha. À, mày nhận được hai cái combo tao gửi qua cho mày đó. Nhận được chưa? Rồi ok, hai con một bánh của các bạn FC 24/24 gửi cho My. Hôm qua lẽ ra là gửi qua rồi, nhưng mà hai mẹ con nó chưa có lấy ở dưới, hôm nay đem lên tận nhà rồi. Hai mẹ tôi đi thăm luôn. Nhìn thử cái mặt mày, đây là cái hộp của fan. Mày cứ bày đặt, mày làm như tao rồi. Nào mọi người ơi, bánh truyền củ hạt hiện tại bây giờ đang có cho mọi người là 7 vị. Trong đó là gồm có hạt masca này, hạt điều này. Hạt bí này, hạnh nhân lát, hạnh nhân hạt này, dầu dừa này, muối Himalaya này. Gì vậy? Ghẻ hả? Mày ngồi dịch qua mí không ai thấy mày. Mày bị ghẻ hả? Cho mí này, tao còn một tài khoản để like đấy, mày cứ đừng có đứng lên nữa, khoe nữa. Kinh quá. Thiệt kinh bó mẹ đi được, thiệt kinh. Nhìn nó cứ ghê ghê, nó gờm gờm. Nào mọi người ơi, bây giờ mọi người chúng ta cùng nhau vào trong nhiều. Bây giờ mình đặt chỉ tiêu nha, 30 đơn đầu tiên hát một bài nào mọi người ơi. Bánh thịt củ hạt giảm cho mọi người chỉ còn 135.000 thôi. Mọi người ơi, cho Hùng hỏi một câu nha. Tại vì Hùng thấy là có một vài người á, là nhận được bánh xong có phản hồi với Hùng như thế này nè. Là trước đây là các bạn ấy cũng đặt những cái bánh thịt củ hạt như thế này trên TikTok để ăn rồi. Nhưng sau khi ăn bánh của Mr. Hùn xong đó thì các bạn lại cảm thấy cái bánh của mình ngon hơn. Thứ nhất là nó cũng không ngọt quá. Cái thứ hai là những cái thành phần ở trong cái bánh này người ta cảm giác người ta ăn nó ngon miệng hơn. Cái gì? Nước đây nè. Đúng không mọi người? Thì á, Hùng xin được nhắc lại nha. Thì Hùng xin được nhắc lại nè. Bánh chuyển phủ hạt á, thì trên thị trường nó cũng sẽ có những cái bánh gia vị hay là những cái thành phần nó tương đương giống nhau một xíu. Nhưng cái loại bánh của Hùng nó đặc biệt hơn một cái là nó thứ nhất nó có thêm hai cái thành phần, đó là muối Himalaya và nhị hoa nghệ tây. Tất cả các sản phẩm của mình hiện tại bây giờ đều có nhị hoa nghệ tây. Và nhị hoa nghệ tây là 1 ký tới 400 triệu nha mọi người. Thì tất nhiên là mỗi cái tỷ lệ trong các loại bánh thì nó chỉ là không phải bao nhiêu phần trăm đó thôi. Nhưng nó cũng tạo nên được cái hương vị của bánh nó khác biệt hơn. Và thời gian qua cũng có rất là nhiều người đã phản hồi với Hùng rằng là họ cũng bị khó ngủ. Nhưng mà nhờ uống cái nước detox này thì yên là buổi tối họ cảm giác là họ đi ngủ một cách nó dễ dàng hơn và giấc ngủ nó sâu hơn. Đây giống như bản thân Hùng cũng vậy thôi. Mình đi ngủ sớm hơn và mình dạo này cũng đã dậy sớm hơn rồi. Thì bây giờ mọi người chúng ta vào trong giỏ hàng và chốt cái đơn bánh chuyển phù hợp nha. Cung cấp cho mọi người một cái nguồn năng lượng làm việc. Bây giờ đang được 6 đơn rồi còn 24 đơn nữa quất bài này mọi người. Quất liền cho mọi người ơi. Nãy giờ tao vừa mới vào bao nhiêu đứa con rể nó chào mà tao không biết chọn đứa nào.
mà thử xem quay mặt bằng đứa nào nó ok. Nhà có voucher ba bố làm kia, nhà mặt phố bố làm quan thì ta nghĩ là có thể là duyệt được nha. Ok rồi, ok mọi người ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau vào trong giỏ hàng và chốt đi. Bây giờ mọi người muốn lên sản phẩm lẻ là bánh thịt củ hạt hay mọi người muốn lên combo, mọi người comment giúp Hùng đi. Không thấy mọi người mua combo nhiều hơn thì phải, tại vì mua một combo này được giảm thêm được khoảng 20 nữa đó. Thì bây giờ mọi người muốn lên combo hay sản phẩm lẻ? Mọi người muốn lên combo hay sản phẩm lẻ đây thì mọi người chúng ta comment giúp mình nào. Đọc comment cười xỉu. Đừng xỉu nữa, dậy đi, dậy chốt đơn đi. Má cười mệt. Em đã thì rất là thà thì ai lưỡi 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 đứng trong một vô hình nhiều, tao bị supply đó đi. Rồi vậy thì bây giờ theo yêu cầu mọi người nha, mình lên combo hai loại bánh cho mọi người này. Combo bánh thiền phủ hạt và sắn đách cả nước nha. Combo lại là cái sản phẩm được mọi người mua nhiều. Mi coi chừng điện thoại tao. Mi nó hư góc quay kìa. Cái cây gần này có lợn này. Nào mọi người ơi, bây giờ lên combo cho mọi người nhá. Ông Hồng, ông Hồng. Quay cái gì cha? Cái mày lại làm mày liếm cái điện thoại ta chi à? Thì nó không nó nóng. Rồi bây giờ mọi người ơi, mọi người lên giúp Hùng 300k tim, mình sẽ lên combo hỗ trợ cho mọi người với mức giá rất là ưu đãi nha. 300k tim mọi người ơi, lên 300k tim đi. Bây giờ bánh triển phủ hạt đang là 798.000, mình thấy đang hiện lên là giảm 9%, là đã giảm được. Bây giờ mọi người giúp Hùng lên 300k tim đi mọi người. Bây giờ mình lấy lại cái tinh thần của ngày xưa, những cái thời gian đầu livestream đi, vừa thả tim vừa bấm xe. Cái đây tao hôm nay tôi giết mười mấy bạn. Viết chứ không phải giết. Mày đừng nói từ giết. Mày viết chứ mày đừng bảo là tao mà mày giết. Mày viết cái gì? Thì sai vài chữ, cô bóc mỗi chữ sai là 100 bản. Ghê vậy. Một chữ sai 100 bản. 6 chữ. Rồi mày sai là do mày tiếp thu chậm, nhưng do liên quan đến tao mà mày bảo do tao. Do ông hôm qua tôi gặp ông tôi nhớ, giờ tôi không nhớ chữ. Ui dồi ôi, mày nói câu này nghe mẹ mày nhà trường nghe xong cảm thấy tổn thương đấy. Mày gặp cha mày mới nhớ. Còn mày lên mày gặp giáo viên người đã dạy cho mày cái chữ thì mày không nhớ. Cái chữ mày để đâu? Hả? Mày nói. Trời ơi, nó nói nghe cái câu này, nghe tổn thương thật. Giáo viên nghe câu này xong có biết đứa học sinh ngoan. Không biết thơ gì, còn không biết vội. Ôi trời. Mày lại bị ảo ma cho nên là có viết chữ một ô ly thôi à. Ô ly hay không ô ly đấy là việc của học tập của mày chứ. Tao đâu có phải trách nhiệm là phải làm bài tập phụ cho mày. Mày thử hỏi tất cả mọi người đây xem coi, là việc đi học thì bài tập nó tự làm hay là phụ huynh làm dùm? Mọi người comment dùm. Phụ huynh nói chị chứ. Chị cái sờ lỉ nhà mày ấy, mày chị. Cái gì sờ lỉ là sao? Lợi lỉ luôn. Nào mọi người ơi, tôi nhớ chửi tôi luôn. Lên 300 ca tim rồi. Lên 3... Dạ tôi đố ông chữ này nè. Lên 300 ca tim đã mọi người chứ. Dạ tôi hờ o o hỏi. Oi oi hỏi 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 hỏi. Sai rồi. Mẹ. À, hờ oi hơi hỏi hỏi. Là sao? Nè, tôi đánh nhạc cho nghe. Cờ o co sắt có, chờ o cho sắt chó con chó. Mày đánh vần ra nhỉ? À, còn nữa nè. Mày đánh vần, cờ... mày có dám đánh vần trước cô giáo vậy không? Cô giáo bắt tôi nói chuyện khác, tôi xuống. L ơn lơn lặng lợn, cờ ơn con lợn. Cái này sắp 300 ca tim này mọi người ơi, mọi người chốt đơn nhá. Cô đen với biết tôi trong bệnh viện mà tôi cười một mình vô chi vậy nè. Ôi dồi ôi, thật là một liều thuốc tinh thần tuyệt sợ là vời. Nào mọi người ơi, bây giờ đang là 10 đơn nha. Sắp 30 đơn rồi, mình quất một bài này. Nào. Hôm nay cô đen á, nó kìa. Ủa là sao ta? Tôi xin cho cậu thứ hai. À, có cái chị này, chị nhắn tin cho tao. Chị kêu là đăng ký cái cậu thứ hai của nhà chị ấy cho mày. Là nhà chị giàu lắm, biệt thự, nhà mặt tiền bố làm qua. Chuẩn bị vào đây mua cái nhà mấy chục tỷ nữa. Con lấy đại gia, con đuổi ba. Ok, đẹp trai. Thì tao chưa biết nhưng mà tao nghĩ là đẹp trai. Tao nghĩ là cứ nhà. Tao nghĩ là cứ nhà. Nhưng mà gửi. Rồi, tao bấm thu âm cho mày nghe nha.
cô gửi hình con trai cô qua cho con đi cô. Gửi đi chị lẹ lên. Thôi xong rồi, mày phải biết báo hiếu cha chứ, lấy đại gia nuôi tao. Ai đỡ vậy mày? Đấy, mày như thế. Lên tiêu nhanh, lên tiêu mọi người ơi. Ôi mọi người ơi, giảm 71% còn 231.000. Trời ơi mọi người ơi, giảm 231.000. Mọi người từ từ để tôi nói cho mọi người nghe này. Hồi đấy nhá, một cái hộp bánh trần, từ từ đã, 30 giây. Một cái hộp bánh trần phủ hạt thôi là 135.000. Mà snack gạo nếp bình thường là giá cao hơn bánh trần phủ hạt nha. Vậy mà giờ hai combo cộng vào là chỉ có 231.000 thôi. Có nghĩa là mọi người chỉ thêm có khoảng tầm là 80 mấy ngàn. Cộng với lại cái bánh trần phủ hạt hồi đấy là mọi người đã có một combo rồi. Mọi người chốt đơn đi đã. Mọi người chốt đơn đi mọi người. Bánh trần phủ hạt cộng snack gạo nếp, đây là hai cái sản phẩm thuần chay. Mọi người có thể mua để cúng dường, mọi người có thể mua để ăn trẻ. Ôi cái quần mình kìa. Trẻ nhỏ hay người lớn, nói chung là tất cả các loại tuổi đều ăn được, cung cấp lương thực, cung cấp dinh dưỡng, chất xơ, protein, carbon hit được bạn. Chốt đơn đi cái gì. Người đang gần kia, má mày đang nói gì nhỉ con? Đó chỉ là mua lại mua tép nha. Bí đỏ. Rồi thầy đồng ý rồi nha. Thứ bảy này tôi sẽ cho con tôi vào gặp. Ta bấm kia mày nói. Nhưng mà hình con trai sao? Gửi hình đi chị. Chị phải gửi hình cho nó xem mặt bằng như trời ơi. Đây, hơi bị nhà giàu ở biệt thự luôn mà. Trời ơi mày chuẩn bị sướng nha. Khi giàu đừng quên cha nha con. Dạ, nếu con lấy chồng, nếu con lấy đại gia thì con xin con đừng sẽ cho quên ba cục kim cương ở nhà con. Hôm qua nó gọi FaceTime nó kêu con cho ba cục kim cương, thì con thích ba thích kim cương, cục kim cương bằng nhựa nó mua trên Shopee 15.000. Ba tặng á, ba nói là cho ông gỡ mà gỡ tôi gỡ luôn. Kèo này thơm. Kèo này thơm. Con sẽ cho ba tiền. Cái đây. Con sẽ cho ba tiền mã. Vàng mã gì? Cái đồ má. Mày báo hiếu tao đúng má. Trời ơi đồ má là báo hiếu tội bằng cách nó lấy đại gia tao cho tao phản mẹ. Tao là đồ má, tao chính là thằng mai mối cho mày để mày lấy đại gia. Bây giờ mày báo hiếu tao như vậy hả? Đây chờ đang chờ. Ô thế là tôi và thầy làm thông gia. Gửi hình cô ơi, gửi hình con trai cô anh. Cái này là cái nó cần nhất. Hình con chị đâu thì gửi qua đi. Trời đất ơi. Đừng bên trai nha con. Tôi sẽ cho dừng mã. Đúng rồi, mọi người kêu à, ok bạn ơi, mình đang like nha. Có gì nát nữa mình check nha. Tại vì cái số tài khoản ACB mình không có đăng ký nhận được tin nhắn đó. Nên là nát nữa mình like xong mình check nha. Cảm ơn bạn. Okay. A moderator. Rồi ok, từ từ đợi người hình.